Vâng, Zimen mình chào quý anh em ạ. Trên tay mình đây đang là một chiếc bật lửa. Cái bật lửa này thuộc cái dòng Zozo anh em nhé. Và đây là một trong những cái sản phẩm mà có cái âm hay nhất mà mình từng nghe anh em nhé. Thì cái hộp nó được đựng trong cái hộp là bằng kim loại. Đấy, cái hộp này là có bọc lớp lớp tôn ở bên trong này anh em nhé. Xong rồi nó là rất là cứng cáp thì mình đẩy lại này. Đấy, nó hộp nó rất là chất lượng luôn anh em nhé. Đấy, còn về cái sản phẩm nó thì cũng chất lượng cũng tương xứng với cái hộp anh em nhé. Thì sản phẩm này nó được làm từ một cái thỏi đồng anh em nhé, thỏi đồng xong rồi nó khắc CNC, khắc đục vào bên trong này đấy, để tạo hình ở bên trong anh em nhé. Nên người ta gọi là khắc CNC nguyên khối là như thế. Chính vì vậy nó rất là nặng anh em nhé, nặng hơn một chiếc bật lửa Zippo bình thường anh em nhé. Ví dụ trên tay mình đây đang là một cái Zippo Armor anh em nhé, cái này cũng tương đối là nặng, cái Armor thì tương đối là nặng, nhưng cái này thì cảm giác nặng gần gấp đôi cái Armor anh em nhé. Tại vì này, đấy nó có cao hơn một chút anh em nhé, so sánh tương đối cho anh em nó cao hơn một chút. Cái độ dày của nó thì xem cái này thì mỏng hơn một chút đấy. Còn về cái độ rộng thì nó chắc cũng bằng nhau anh em nhé. Đây nó là như thế, thì sơ lược qua là như thế. Còn về cái âm thanh của cái dòng này thì nó chuyên về âm thanh anh em nhé. Nếu như anh em nào mà thích chơi một cái cây bật lửa mà có âm hay thì anh em có thể tham khảo cái mẫu này anh em nhé. Âm thanh rất là phê anh em nhé. Thì cái sản phẩm này để cho anh em tiện theo dõi thì mình đánh số cái mã số đây, RR80 anh em nhé. Đấy, thì khi mà nó làm xong ấy, thì nó mạ, cái này cũng không phải gọi là mạ đâu mà nó là tạo lớp bụi bụi như thế này anh em nhé. Đấy, nó tương tự như một cây Zippo Armor si bụi. Đấy, cái cây này là cây Armor si bụi anh em nhé. Xong rồi nó tạo hình như thế này. Đấy, nó kiểu giống như là nó bỏ vào các những cái hạt cát ấy, xong rồi nó bắn vào, bắn những cái tia cát vào để nó tạo cho cái vết sức tơ tơ đấy. À, và những cái vết sức tơ tơ này nó khá là đều anh em nhé. Chính vì vậy khi mà anh em dùng này, thì trong trường hợp anh em dùng mà chẳng may nó cũng sức tơ tơ đi chăng nữa thì nó không bị lộ đấy. Chính vì vậy những cây này thì dùng rất là bền anh em nhé. Còn nếu như mà anh em cố tình anh em mài bóng lên thì anh em dùng cái metal polish anh em đánh bóng này là nó sẽ sáng bóng như thế này luôn đấy, nó sẽ sáng bóng như thế này luôn anh em nhé. Đấy, là cái dòng này nó có đặc điểm như thế. Còn về sản phẩm phần thân và phần nắp thì được gắn với nhau này, nó chỉ có một cái trục này thôi anh em nhé. Đây, nó rất là dày dặn. Nếu như anh em dùng cái sản phẩm này mà không bị rơi rớt anh em nhé, anh em đừng có làm rơi làm rớt gì cả thì nó rất là bền luôn. Đây, còn rơi rớt thì mình không biết được anh em nhé. Đây, tại vì rơi rớt thường tùy vào độ cao này. Đây, ở bên trong cái nắp này đấy, mình phải quay rất là kỹ cho anh em. Đây, nó khắc bằng mũi khoan anh em nhé, chứ nó không phải là đúc hoặc là nó dập mà nó khắc bằng mũi khoan. Chính vì vậy để mà làm ra được một cái sản phẩm này rất là lâu, rất là kỳ công anh em nhé. Và cái độ dày của cái này thì cũng rơi vào tầm khoảng 1 ly, mình bóp thì chắc chắn là mình không thể bóp được anh em nhé, để nó rất là dày luôn đấy. Còn ở bên dưới cái phần phần thân này thì nó cũng được khắc CNC sâu vào bên trong anh em nhé, khắc sâu vào bên trong sau nó làm xong cái phần phần ruột bên trong này và nó tiến hành nó lắp ghép với nhau đấy. Cái này được kết nối với nhau với một con ốc vít này, anh em nhé. Đây, nó là như vậy. Và cái buồng đốt nó thì như thế này. Cái buồng đốt này thì cũng rất là dày dặn. Đấy, cái buồng đốt này thì tất cả sản phẩm này đều bằng đồng hết anh em nhé. Cái buồng đốt này thì nó được mạ thêm lớp kiểu như mỹ ký anh em nhé, giống như mỹ ký để làm nó bóng bóng như thế này. Tại sao nó mạ? Nếu mà nó không mạ, nó để đồng trực tiếp vào ấy, thì sau một thời gian sử dụng thì nó sẽ oxy hóa, nó ngã sang màu vàng vàng nước chè. Tuy nhiên nó mạ lên như thế này thì nó sẽ bóng anh em nhé. Trước khi mạ thì nó sẽ có một cái lớp nền, lớp nền đó là lớp niken anh em nhé. Thì lớp niken nó có màu trắng đấy, xong rồi mạ lớp kiểu giống mỹ ký này lên đấy. Về cách thức hoạt động của sản phẩm này thì cũng tương tự như Zippo anh em nhé, nó hoạt động theo xăng đá bấc đấy. Thì cái sợi tim này là tim không đồng anh em nhé, tim không có sợi đồng bên trong đấy. Còn bánh xe thì đây mình zoom cho anh em xem nhé, rất là bén, nó rất là sắc sảo luôn anh em nhé. Thậm chí cái bánh xe này mình đánh giá còn bén hơn cả bánh xe của Zippo anh em nhé. Đấy, bén lắm anh em nhé. Ở bên trong của cái bên ngoài của cái bánh xe này thì nó có cái này cũng là bằng đồng anh em nhé. Đấy, nói chung là cái sản phẩm này thì hầu như là bằng đồng hết. Tất nhiên là chỉ có cái bánh xe và cái sợi tim ra là không bằng đồng đấy, chứ còn đâu đó là bằng đồng hết anh em nhé. Đi về đến bên dưới mọc đáy của sản phẩm thì đây anh em nhé,
cái dòng này của cái thương hiệu Zoro. Zoro là một thương hiệu rất là nổi tiếng mà anh em nhé. Nó có nguồn gốc từ Hồng Kông. Anh em đừng có nghĩ ở Hồng Kông mà chất lượng kém anh em nhé. Cây này nó thiết kế như cây Dupont, giá nó còn đắt tiền hơn cả một số cây Zippo thuộc cái dòng bình thường anh em nhé. Đấy, khi mà anh em muốn sử dụng này thì anh em muốn thay đá thì anh em gióng từ đây xuống này, viên đá nó nằm dưới đây đúng không, anh em gióng xuống đây. Đấy, thì bên dưới đây là cái này để thay đá anh em nhé. Còn nếu như anh em muốn thay xăng thì anh em tháo cái này ra. Đấy, cái bên cây đây này là thay đá nha, cái đây là thay xăng. Còn nếu như mà anh em mà muốn muốn thay cả hai thì anh em lật cả hai cái này lên. Đấy, lật cả hai cái này lên sau anh em xoắn ngược ra thì anh em lấy cái đế này thì anh em sẽ thay được cả bông, cả tim, cả tất cả bên trong đấy anh em nhé. Đấy, rất là tiện lợi. Đấy, lưu ý cho mình một điều là cái này thì anh em thay ra thì anh em phải giữ cẩn thận này, sau đó nó mất thôi. Mất thì anh em phải mua linh kiện khác lắp vào để nó hơi mất công một chút. Đấy, còn cái sản phẩm này bên trong nó sẽ có một cái lớp gioăng cao su anh em nhé. Cái gioăng cao su này thì nó giữ xăng rất là kín, nên chính vì vậy cái sản phẩm này nó cầm xăng tầm khoảng 10 ngày anh em nhé, cầm xăng rất là tốt luôn. Đấy, như một cái Dupont, và âm là một trong những cái bật lửa mà có âm hay nhất anh em nhé. Đấy, nó như thế. Khi mà mình sử dụng thì có một lưu ý là mình quẹt nó dứt khoát đi. Đấy, thì âm thanh nó sẽ hay hơn anh em nhé, nghe rất là phê. Đấy, trong quán cà phê anh em mà dùng cái này mà anh em quẹt như thế này thì nó có khiến người khác giật mình. Đấy, ok, cái sản phẩm này thì trên thị trường rất ít nơi phân phối anh em nhé. Đấy, mình thì thấy thì có một vài nơi phân phối thôi. Đấy, còn chất lượng thì mình không biết là chất lượng ở bên thị trường nó như thế nào. Còn cái hàng này bên shop mình thì cũng đã phân phối cách đây tầm 1 năm rồi và mình chưa bao giờ phải bảo hành cây này em nhé, thì là anh em yên tâm. Còn cái hàng Zozo thì nó sẽ không có chính sách bảo hành, tuy nhiên shop Zipman mình sẽ có bảo hành cho anh em 3 tháng anh em nhé, anh em yên tâm sử dụng. Chính sách bảo hành 3 tháng nhưng mà cây này nó dùng có thể anh em dùng cả 5 7 năm cũng chưa chắc là hỏng anh em nhé. Vâng, anh em xem video cho shop thì đăng ký kênh và một like nhé. Cần thêm thông tin gì thì anh em cứ lên Google và chữ zipman.vn. Và giá của sản phẩm này thì shop đang phân phối giá chỉ là 930.000 đồng thôi anh em nhé, 930.000 đồng. Vâng, anh em xem video cho shop thì đăng ký kênh nhé. Mình chào tạm biệt.